có người bạn nói với tôi: đi tham dự đại hội giới trẻ thôi, sao mà thấy bạn bận rộn thế. Tối tối lại thấy xách xe ra khỏi nhà, rồi muộn muộn mới lại thấy về. Bạn thắc mắc cũng phải thôi, tôi xin kể với bạn về sự bận rộn khó hiểu ấy nhé. Bạn biết không, tôi được vinh dự tham gia vào đội ngũ linh hoạt viên trong 2 ngày đại hội sắp tới. Tôi thật sự vui và hạnh phúc khi được góp sức trong công việc chung ấy. Những ngày đầu khi thấy lời kêu gọi trở thành người linh hoạt viên, tôi cũng đắn đo lắm. Vì là sinh viên bận rộn với mùa thi và nhiều bài vở, tôi sợ tôi chẳng thể chu toàn được trách nhiệm. Nhiều nỗi sợ mơ màng hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi. Nhưng có lẽ vì tinh thần trẻ trong tôi vẫn cháy, nó thôi thúc tôi dấn thân. Mỗi ngày tôi đọc đi đọc lại lời mời gọi đó và tự hỏi: là người trẻ công giáo, tôi đã làm được gì, có thể làm được gì và sẽ làm được gì cho giáo hội và cho Chúa. Ngày mai hay năm tới, chẳng biết tôi có còn cơ hội tham dự đại hội giới trẻ nữa hay không. Và rồi tôi quyết định đăng ký tham gia vào nhóm linh hoạt viên cùng các bạn trẻ trong giáo xứ của mình. Là sinh viên, ban ngày tôi dành cho giảng đường, còn ban tối tôi lại hóa thân thành người linh hoạt viên. Trong suốt thời gian luyện tập ấy, có những lúc tôi đã bung hết sức trẻ trong mình, tràn đầy năng lượng. Tháng nối tháng, ngày nối ngày luyện tập, chẳng tránh khỏi những lúc mệt mỏi, chẳng thiếu những ngày tôi thật sự chán nản. Nhiều lần tôi xuất hiện suy nghĩ bỏ cuộc. Những khi ấy, tôi thấy mình thật chênh vênh khi đứng giữa những sự lựa chọn. Nhưng đến hôm nay, khi nhìn lại những tháng ngày miệt mài luyện tập và cố gắng đó, tôi thật sự biết ơn các bạn trong nhóm đã vực dậy tinh thần cho tôi. Cố lên, cố gắng lên, chúng ta cùng cố gắng, sắp đến đích rồi. Cảm ơn Chúa đã truyền động lực cho tôi ngang qua nhiều người bạn như thế, để tôi có thể chu toàn sứ mệnh người linh hoạt viên của mình. Cảm ơn Chúa đã gìn giữ những khoảnh khắc đáng quý ấy trong tôi, để tôi thấy niềm vui trong mỗi giai điệu ý nghĩa, và từng cử chỉ của tôi sẽ lan tỏa sức sống và niềm tin của tuổi trẻ tươi đẹp. Khi nhiệt huyết trong ta luôn bừng cháy, dành cả thanh xuân để lo việc nhà Chúa, rồi một mai ta cùng nhau dấn bước, chẳng nối tiếc vì vui buồn có nhau. Tuổi trẻ con là những chuỗi ngày mong mơ, tuổi trẻ con là những chuỗi ngày khát vọng, tuổi trẻ con hăng say giao truyền lời Chúa. Tuổi trẻ con có Chúa con không lo gì, tuổi trẻ con là ánh sáng của tình yêu, tuổi trẻ con là những ân huệ Chúa trời, tuổi trẻ con chung tay xây dựng nhà Chúa. Thần khí ơi, hãy đưa con đi vào đời, nhịp bước trong hân hoan tình mến thương dạt dào, lòng ngập tràn reo ca cùng Chúa. Hạnh phúc cho thế gian khổ đau đã lùi tàn. Tuổi trẻ Giê-xu là lần đầu tiên em được tham dự đại hội tỉnh Hà Nội, và cũng là lần đầu tiên em được với đại hội bảo với tư cách là một linh hoạt viên. Vì vậy mà em cảm thấy rất là vui, hạnh phúc và vinh dự khi được góp mặt trong đội ngũ linh hoạt viên của đại hội lần này. Và em đang rất mong ngóng và chờ đợi với ngày diễn ra đại hội, và em sẽ mang tới đại hội bằng tất cả với sức trẻ của mình. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Với sức nóng của đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội sắp tới, thì với tư cách một linh hoạt viên và tinh thần hăng hái nhiệt huyết, và em có thể cháy hết mình trong ngày hôm đấy,